bất luận thế nào cũng không được ly hôn. Chị Son là người từ trước đến nay lúc nào cũng chu toàn trong cái gia đình này. Việc gì cũng đến tay chị xông xáo, gánh vác. Vậy mà mọi người, cả anh nữa, có coi chị ra cái gì đâu. Chính vì không coi chị ra cái gì, cho nên ra ngoài đường ấy, thấy người nọ người kia lúc nào cũng cho rằng hơn vợ mình. Còn cái quan hệ của anh với cái chị Thu Hồng gì đấy, đừng có nói là chưa vượt quá giới hạn mà cho rằng mình vô tội nhé. Phụ nữ là người ta tinh lắm nhá. Chỉ cần trong đầu của anh có ý nghĩ ngoài vợ ngoài chồng ấy, là người ta cảm được ngay. Vì vậy hãy nói thật đi, phải tìm mọi cách để mà giải quyết, đừng có tính thiệt hơn. Bây giờ ấy, con cũng muốn Son chửi mắng con ấy, nhưng mà đến nhìn mặt bây giờ cô còn chả thèm nhìn con nữa. Em dậy rồi à? May quá. Em nếm thử hộ anh xem nồi nước dùng này đã vừa hay chưa. Anh thấy được thì là được. Khẩu vị của em quan trọng hơn. Hôm nay tôi với cả cá heo sẽ ra ngoài ăn sáng. Cá heo đi từ từ kiểu ngã con. Ui. Đồ ăn anh chuẩn bị xong hết rồi, hai mẹ con ra ăn sáng. Mùi gì thơm thế hả bố? Bún mọc đấy. Bố nấu cả mọc lợn, cả mọc bò, ngon hết sảy luôn. Mẹ ơi, cho con ăn ở nhà được không? Cá heo, con nói hôm nay muốn ăn phở cơ mà. Con đói bụng lắm rồi. Bố con kêu rất to, mẹ nghe thấy không? Bố với anh vào ăn sáng ạ. Anh Đạt chuẩn bị ăn sáng xong xuôi hết cả rồi. Ăn xong rồi đi làm con ạ. Cá heo, mời đến với ông. Vâng ạ. Ok em ngồi đi. Ok kìa mẹ cá heo, ngồi ăn đi con. Vâng ạ. Ở cái nhà này ấy, chỉ có anh Đạt là nấu ăn ngon nhất. Còn anh Tố ngày còn bé phải giúp bố sửa xe, có nấu nướng gì cũng chỉ biết chém to kho mặn. Còn cái anh Danh ấy, chỉ được cái bẻ mép, mồm miệng đỡ chân tay, bảo làm việc gì thì lủi như chặt ấy. Mọi việc từ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng này, khâu vá này đều một tay anh Đạt thu xếp. Nhưng mà kể từ ngày làm nhà nước có tí quan chức, lười như hủi, chả thấy nấu nướng khâu vá gì cả. Giờ em bận thôi. Cái gì? Hỏi thử cô Son sao. Vợ này, anh xấu tính lắm à? Vâng, quá xấu ấy chứ. Thôi cả nhà ăn đi.